Thưa các đồng chí và quý vị, phong trào thi đua quyết thắng được xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ trong các đơn vị quân đội nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, không ngừng nỗ lực, cố gắng trong rèn luyện, huấn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn 2019-2024, lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều giải pháp hay, cách làm sáng tạo để thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng đi vào thực chất, trở thành nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ chiến sĩ là động lực góp phần cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là hướng tới mục tiêu quan trọng, đó là xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Kính thưa đại hội, được sự phân công và tín nhiệm nhất như sau trong những năm qua phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh đã được cấp ủy chính trị viên người chỉ huy hội đồng thi đua các cấp các đơn vị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra thực hiện chặt chẽ đồng bộ kịp thời bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị phong trào thi đua quyết thắng đã trở thành nguồn động lực quan trọng thúc đẩy lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đặc biệt là nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh đã hăng hái thi đua, tích cực học tập, ra sức rèn luyện, huấn luyện. Qua đó, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng cao rõ rệt, góp phần quan trọng và nhiệm vụ giữ vững quốc phòng an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2019-2024 Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh, tổ chức giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho hơn 272.000 đối tượng, xây dựng lực lượng dân quân đạt 100% đầu mối đơn vị, góp phần xây dựng, nâng cao sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Các cơ quan, địa phương, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã bàn giao 8 công trình sinh hoạt, văn hóa, thể dục thể thao tại các giáo xứ gia dùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho bà con nhân dân với 4.550 lượt người trên 2,3 tỷ đồng. Tặng quà các đối tượng chính sách người có công, đồng bào khó khăn, học sinh nghèo hiếu học với tổng kinh phí hơn 6,8 tỷ đồng. Đặc biệt trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát, lực lượng vũ trang tỉnh không ngại khó khăn luôn có mặt trên tuyến đầu nguy hiểm nhất để bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã điều động gần 6.000 cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ tham gia phòng chống dịch, tổ chức 119 cơ sở cách ly 18 cơ sở điều trị và bệnh viện giả chiến, thành lập các tổ công tác và hàng ngàn lực cán bộ chiến sĩ tăng cường cho các địa phương phòng chống dịch. Phong trào thi đua quyết thắng biểu thị tinh thần quyết chiến, quyết thắng và ý chí quyết tâm của cán bộ chiến sĩ phát huy cao độ tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chung sức, đồng lòng ra sức khắc phục khó khăn vượt qua thử thách, lập nhiều thành tích mới, phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội cụ hồ tô thắm thêm truyền thống của lực lượng vũ trang quân khu 7 và truyền thống trung thành vô hạn chủ động sáng tạo đoàn kết kỷ luật gắn bó nghĩa tình thắng lợi vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh bà rịa vũng tàu góp phần xứng đáng vào sự trưởng thành phát triển của lực lượng vũ trang tỉnh sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xa chủ nghĩa. Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh đã kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước. Lực lượng vũ trang tỉnh có nhiều chủ trương, biện pháp tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho tỉnh phát triển kinh tế xã hội. Từ phong trào thi đua quyết thắng, xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, luyện tập, đấu tranh phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Quân sự huyện đã triển khai một cách rộng khắp cụ thể đến tận cơ sở và nó đã tạo cái động lực mạnh mẽ cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện trong quá trình thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn 2019-2024 thì phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện đã đạt được cái thành tích rất là đáng khích lệ 100%. À, ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn đều đạt là vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu và Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng như các cơ quan của Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng đạt cái danh hiệu là đơn vị vững mạnh à, tiêu biểu xuất sắc. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Dũng Tàu được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, xác định phong trào thi đua huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu là nội dung quan trọng trong phong trào thi đua quyết thắng trong huấn luyện. Đơn vị luôn bám sát phương châm, cơ bản thiết thực, vững chắc, lấy thao trường làm chiến trường, lấy xây dựng chính quy là mục tiêu huấn luyện. Trong 5 năm qua, việc huấn luyện lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên của Ban Chỉ huy quân sự thành phố luôn đạt từ 89% về quân số trở lên, kết quả 100% đạt yêu cầu. Công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ được triển khai theo đúng kế hoạch đảm bảo yêu cầu đề ra. Chúng tôi luôn xác định được rằng à, nhiệm vụ thi đua quyết thắng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đảng ủy, ban Chỉ viện sự thành phố à, đã góp phần cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố à, nâng cao được cái nhận thức, vai trò trách nhiệm của mình trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, à, giúp cho cán bộ chiến sĩ từng bước nâng cao hơn nữa cái vị trí vai trò của mình trong quá trình tổ chức cái thực hiện nhiệm vụ. Mục tiêu cao nhất của phong trào thi đua quyết thắng là góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Phong trào đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập với phương châm cơ bản thiết thực vững chắc đối với lực lượng thường trực, cơ bản thiết thực chất lượng đối với lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên. Hiện nay, lực lượng dân quân đạt 1,42% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 27,1%. Xây dựng sắp xếp lực lượng dự bị động viên đủ 100% đầu mối các đơn vị, tỷ lệ đảng viên đạt 11,2%. Qua đó, góp phần xây dựng nâng cao sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Hàng năm, lực lượng vũ trang tỉnh đều hoàn thành 100% nội dung chương trình kế hoạch huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ. Cái à, nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình huấn luyện chúng tôi xác định là cho dân quân nắm được các yếu lĩnh động tác thực hiện tư thế tác phong điều lệnh rồi kỹ thuật bắn súng cũng như là nắm được về chính trị luật dân quân tự vệ để chấp hành và thực hiện tốt cái nhiệm vụ là sẵn sàng chiến đấu và À, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh công tác đảng, công tác chính trị và nâng cao chất lượng hoạt động huấn luyện, đảm bảo yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Một mặt công tác khác cũng được lực lượng Vũ Trang tỉnh đặc biệt chú trọng, đó là công tác dân vận. Trong 5 năm qua, lực lượng Vũ Trang tỉnh đã tham gia giúp đỡ nhân dân hơn 13.000 ngày công lao động, sửa chữa, nâng cấp làm mới hơn 126 km đường giao thông nông thôn, đào đắp khơi thông hơn 84,5 km kênh mương nội đồng. Lực lượng vũ trang tỉnh cũng đã xây tặng 119 căn nhà tình nghĩa quân dân, nhà đồng đội, tổ chức hoạt động Tết quân dân với hơn 5.300 phần quà, tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Đặc biệt, mô hình ăn sáng cùng ngư dân được triển khai từ năm 2019 đến nay đã được nhiều địa phương phát triển, xây dựng thành nhiều mô hình hay phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và đem lại hiệu quả thiết thực như chương trình ăn Tết cùng ngư dân của ban chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu, mô hình cà phê sáng rửa xe IUU của ban chỉ huy quân sự thị trấn Long Hải huyện Long Điền. cái phong trào thi đua quyết thắng là một phong trào là nói nói riêng về lực lượng quốc trang nó rất là quan trọng. chúng tôi uh, nhận thức rõ là chúng tôi làm những cái việc phần việc cụ thể, cái là làm những mô hình hay, những cách làm hiệu quả đã nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của của lực lượng nhân quân, của cán bộ chiến sĩ đó. Rồi nâng cao hơn nữa cái ý thức đoàn kết, gắn kết hơn nữa ở trong đơn vị để dẫn đến là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đạt được trong giai đoạn 2019-2024, lực lượng Vũ Trang tỉnh có 996 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp cơ sở. 308 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp bộ chỉ huy quân sự tỉnh. 56 lượt tập thể cá nhân điển hình tiên tiến được đề nghị biểu dương tôn vinh cấp quân khu, Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp bộ quốc phòng. Lực lượng vũ trang tỉnh được nhà nước tặng thưởng quân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất, chính phủ tặng một cờ thi đua, bộ quốc phòng tặng thưởng ba cờ thi đua. Các ghi lời dạy thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời gian qua cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh bà rịa vũng tàu đã luôn tích cực thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo linh hoạt phù hợp với thực tiễn trong cơ quan đơn vị việc xuất hiện các mô hình cách làm hay và nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng có tác dụng cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu trong lực lượng vũ trang tỉnh góp phần tô thắm thêm hình ảnh anh bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới bản lĩnh sáng tạo gần gũi trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế